Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, sau 9 ngày xét xử và nghị án, chiều nay ngày 29 tháng 5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tuyên án với cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 16 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, gọi tắt là công ty Lilama và những đơn vị có liên quan. Trước đó trong phần luận tội và đề nghị mức án Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai từ 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vịnh bị cáo buộc đã ký nhiều văn bản, giấy chứng nhận đầu tư không đúng thẩm quyền, tạo điều kiện cho công ty Lilama khai thác quạng trái phép. Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hường 4 đến 5 năm tù, hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương từ 2 đến 3 năm tù, Lê Ngọc Hưng từ 3 đến 4 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, tham dò, khai thác tài nguyên, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm 6 tháng tù. Nhóm các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 4 năm tù. lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thạch cương và tô hoàng trương cùng chú tại xã thạnh hòa sơn huyện cầu ngang tỉnh trà vinh vừa bị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đưa ra xét xử phúc thẩm theo kết luận của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, những bài viết, hình ảnh, video clip mà Cương và Trương đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 4 năm tù giam đối với Thạch Cương, 3 năm 6 tháng tù giam đối với Tô Hoàng Trương. Tuy nhiên, hai bị cáo đã viết đơn kháng cán, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên y án đối với hai bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng về vụ án bán dự án ma xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia, gọi tắt là công ty Phát An Gia, truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường, tổng giám đốc và Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Thị Hoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng từ năm 2018 đến năm 2019, Hoàng Mạnh Cường tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các dự án ma, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng từ khách hàng. Sau đó, Hoàng Mạnh Cường sử dụng pháp nhân công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia và công ty Phát An Gia đều do Cường làm chủ để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 140 nền đất cho 115 khách hàng. Bị cân Cường phải chịu trách nhiệm với số tiền chiếm đoạt là hơn 134 tỷ đồng với vai trò chủ mưu tổ chức thực hiện. Cáo trạng xác định bị cáo Hồng và Hoa có vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường. Với thủ đoạn lừa đảo tiền của những người muốn mua vũ khí trên mạng xã hội, Nguyễn Đức Duy trú tại thành phố Con Tum đã bị công an huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Công an huyện Thạch Thành phát hiện Nguyễn Đức Duy sử dụng mạng xã hội Facebook vào nhóm kín để đăng bán các loại súng, đạn và đồ chơi thể thao. Khi có người liên hệ muốn mua, Duy yêu cầu phải đặt cọc số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng vào số tài khoản của Duy. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền cọc, Duy lập tức chặn các hình thức liên lạc với người mua và chiếm đoạt số tiền đã nhận. Theo kết quả xác minh ban đầu, Công an huyện Thạch Thành đã xác định Nguyễn Đức Duy đã lừa đảo hơn 100 người trên toàn quốc với số tiền lừa đảo là trên 100 triệu đồng. 500 triệu đồng. Hiện Công an huyện Thạch Thành đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Duy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Chỉ với một chiếc loa di động nhỏ gọn, còn gọi là lo kéo và một chiếc USB có sẵn các nội dung tuyên truyền, người dân mọi ngõ ngách từng tổ cụ. Khu tổ dân phố, khu dân cư đều có thể tiếp nhận nguồn thông tin nhanh nhất, ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất. Đó là cách làm hay mà lực lượng công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đang triển khai để trang bị kiến thức và nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân về những thủ đoạn chiêu trò của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cách làm này đã đem lại những hiệu quả như thế nào? Quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Gần một tuần nay vào mỗi sáng và từ 19 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, người dân thành phố Nam Định thường bắt gặp hình ảnh những chiếc loa kéo di động đang phát bài tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ những địa điểm công cộng như công viên, quảng trường đến tận những ngõ ngách từng tổ dân phố, khu dân cư đều đặt loa kéo di động. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu đã tác động trực tiếp đến mọi tầng lớp nhân dân và được mọi người đón nhận. Qua những cái tuyên truyền của công an phường cũng như công an thành phố thì tôi cũng thấy rất là dễ hiểu Mà cũng tuyên truyền cho tần, toàn bộ những người dân của chỗ chúng tôi Đấy là cái thứ nhất là thủ đoạn của chúng bọn chúng ấy là giả danh công an, viện kiểm soát, tòa án đúng không ạ? Đến gọi điện xong là yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc đe dọa hướng dẫn làm theo của bọn chúng thì dân chúng tôi cũng nắm được mà cũng đã phòng ngừa được có ba cái loại đi đâu cũng phải nói chuyện về cái loại tội tội phạm này là nó đang phát triển Thế nên chúng tôi đi đâu cũng phải nói chuyện với nhau và đặc biệt là những cái khu họp tổ họp tổ dân phố là một hai là trên tri bộ ấy ạ và chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là rộng rãi ạ. Là hành vi lừa đảo bây giờ nó rất là tinh vi. Thế nên được cái nhà nước quan tâm và các công an quan tâm đến như thế này thì bà con cũng sẽ là hiểu biết và phòng chống được rất là nhiều. Nên duy trì rất nhiều và chuyên tuyên truyền rộng rãi cho tất cả bà con và nhiều người để biết nắm bắt được để phòng được thực tế cho thấy nhóm người cao tuổi phụ nữ và người có thu nhập thấp có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo kịch bản lừa đảo biến đổi liên tục và được cảnh báo thường xuyên bằng nhiều hình thức nhưng không phải ai cũng tiếp cận và ghi nhớ hơn nữa nhiều người thích lướt mạng đọc tin giật gân để giải trí hơn là xem những tin tức an ninh trật tự từ thực trạng này, công an thành phố Nam Định đã đổi mới cách thức tuyên truyền, cảnh báo bằng loa kéo di động kết hợp phát tờ rơi và tuần tra kiểm soát địa bàn. Là như tuần trước thì là địa bàn thành phố cũng xảy ra nhiều vụ lừa đảo chuyển tài sản, thì chúng tôi đã triển khai cái nội dung này được 4 năm hôm nay, thì đến thời điểm đến này thì sẽ... Chúng tôi chưa tiếp nhận cái vụ việc nào liên quan đến cái tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 4 năm ngày qua. Để là tự phòng ngừa cái loại đối với loại tội phạm này thì trước tiên khi mình tiếp nhận cuộc điện thoại nào của người lạ hoặc là xem một cái thông tin nào do người lạ cung cấp đến thì mình phải có cái xác minh kỹ và cũng phải đặt ra vấn đề là liệu mình có phải bị lừa hay không để làm sao mà tránh để đối tượng tránh sơ hở để đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, đội cảnh sát hình sự công an thành phố và công an các phường xã cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã huy động được hơn 300 loa kéo di động phát bài tuyên truyền về lừa đảo qua mạng đến từng ngõ ngách, từng tổ dân phố khu dân cư, các địa điểm công cộng tập trung đông người. Kết hợp với nhiều biện pháp tuyên truyền như qua các nhóm Zalo an ninh, dán tờ rơi, nhắn tin đến số điện thoại, công an thành phố Nam Định sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm đến mọi người dân cùng nâng cao cảnh giác. Tiếp tục các thông tin khác, vào ngày 28 tháng 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 5 tại quốc lộ 51 thuộc phường 12 thành phố Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Trung, tên gọi khác là Trung Mập, trú tại huyện Long Điền, đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ một gói ni lông được hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt. Đối tượng Trung khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá, khối lượng khoảng 60 gram, cùng một xe máy và một điện thoại di động. liên quan đến vụ cháy tại quán cơm ở xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khiến hai cháu nhỏ thương vong. Vào chiều ngày hôm qua, công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin chính thức về nguyên nhân. Cụ thể, nguyên nhân ban đầu được cho là do dò dì khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu. Như tin đã đưa vào gần 10 giờ sáng ngày 28 tháng 5, tại cửa hàng kinh doanh ăn uống của chị Bùi Thị Hoa ở thôn xã Quang Thành, Thị xã Kinh Môn đã xảy ra cháy, nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt để tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Vụ cháy đã khiến một cháu bé là con chủ nhà tử vong và một cháu khác bị thương nặng, hiện chưa xác định giá trị thiệt hại của tài sản. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục. Với nhiều biện pháp quyết liệt đã được triển khai, thời gian qua ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của nhóm đối tượng là học sinh sinh viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay đã bước vào kỳ nghỉ hè, học sinh không phải đến trường, cha mẹ cũng bận rộn với công việc nên việc quản lý các em sẽ có phần lơi lỏng hơn. Cơ quan công an cũng dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên học sinh sẽ có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy để phòng ngừa tai nạn vi phạm pháp luật giao thông, công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường thêm nhiều biện pháp những thiếu niên này cùng người giám hộ vừa được công an thành phố Hạ Long triệu tập để xử lý về hành vi sử dụng xe mô tô tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, điều khiển bằng một bánh, giao xe cho người chưa đủ tuổi đủ điều kiện. Còn với trường hợp này, căn cứ tính chất nghiêm trọng của hành vi tụ tập sử dụng mô tô mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng tuyến và địa bàn trọng điểm, tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao cái nhận thức về pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, phối hợp với các lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm ở đường phố như là gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng này chúng tôi xử lý kiên quyết ở nhà cũng quản lý con cái bình thường như các phụ huynh khác cũng dạy dỗ con bình thường nhưng mà con không nghe con lại đi theo bạn theo bè đi vào trong đây đi, đi đánh võng rồi thì, thì gây ra rối tật tự để phòng ngừa kéo giảm vi phạm tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên học sinh từ gốc bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi đủ điều kiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hạ long đã phối hợp với công an các xã phường các đội nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các địa điểm trông giữ xe tự phát, các cửa hàng độ chế mô tô xe máy có dấu hiệu tiếp tay cho thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hạ Long đã xử lý gần 400 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, giảm hơn 300 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, có 110 trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện đã bị xử lý. Hè là lưu lượng khách du lịch nhà... Đổ về thành phố là rất là đông, kéo theo là một số đối tượng cũng từ các địa phương khác về thành phố Hạ Long tụ tập, có dấu hiệu của việc lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe và có dấu hiệu việc đua xe trái phép. Lãnh đạo công an thành phố đã dự báo được tình hình và chỉ đạo các cái đội nghiệp vụ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa đối với các cái loại tội phạm này. Cùng với tăng cường tuần tra xuyên đêm Công an Hạ Long cũng sẽ thường xuyên giả soát không gian mạng, tiếp nhận tin báo từ quần chúng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến chạy xe lạng lách, đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, phòng cảnh sát hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã số 14 ngày 15 tháng 12 năm 2023 đối với đối tượng Châu Khắc Thành sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại số 6 ngõ Nam Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. Đối tượng này cao 1m66 và có sẹo dài 0,2 cm cách 1 cm trên trước cánh mũi phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát thi án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa còn ra quyết định truy nã số 14 ngày 11 tháng 7 năm 2016 đối với đối tượng Lê Văn Thanh, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phố Minh Hải, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về các tội danh tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và trộm cắp tài sản. Đối tượng này cao 1m70 và có sẹo chấm cách 0,5cm dưới sau đuôi mắt trái. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Thiền án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa còn ra quyết định truy nã số 05 ngày 17 tháng 4 năm 2023 đối với đối tượng Triệu Thị Huyền Trang, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại số 168 đoàn thị điểm khu phố 5, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đối tượng này cao 1m60 và có sẹo thẳng 2cm cách 3,8 cm trên trước đuôi lông mày phải. Và đối tượng Trương Thị Hằng, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, phải nhận quyết định truy nã số 36 ngày 5 tháng 10 năm 2010 của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham mô tài sản. Khi xét xử cùng một lần, một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phối hợp thực hiện.